cho quý vị cùng đến với giọng hát của ca sĩ Huyền Trang, bài hát với tựa đề Mùa Xuân Đầu Tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Các bạn vừa mới lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Gia Huệ nhé. Và bây giờ sẽ đến Huyền Trang. Xin cảm ơn anh tất cả mọi quý vị đã cùng dành cho tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Trang. Và để nối tiếp chương trình sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ trở lại với tiếng hát của Gia Huệ, ca khúc được mang tựa đề Ngày Em Đến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.